Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vì Trẻ Em. Thưa quý vị, 75% xã, phường và thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em là mục tiêu được đề ra trong chương trình Hành động Quốc gia Vì Trẻ Em giai đoạn năm 2021-2030. Xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em cần những điều kiện gì? Làm thế nào để các xã vùng sâu, vùng xa có thể đạt và duy trì bền vững các tiêu chí này? Kinh nghiệm xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em tại một xã vùng cao tỉnh Yên Bái rất đáng để các địa phương khác cùng tham khảo thực hiện. Niềm vui tuổi thơ khi được thỏa sức nô đùa vào mỗi buổi chiều, khi mặt trời vừa khuất sau những rặng núi cũng là lúc đám trẻ kéo đến sân chơi. Không gian yên tĩnh nơi vùng cao chợt bừng lên tiếng cười đùa của con trẻ. Từ hơn một năm nay, nhà văn hóa thôn Đồng Song, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái trở thành điểm hẹn của trẻ em vào mỗi buổi chiều. Các em bị thu hút bởi những đồ chơi ở đây. Chiều nào cháu cũng ra đây để chơi xích đu và chơi cầu trượt và được đọc sách. Cháu nhìn thấy nhà văn hóa rất là đẹp và rộng và nhiều thứ để chơi. Nhà văn hóa thôn Đồng Song được xây dựng trong khuôn viên rộng 2.800m2 với kinh phí đầu tư hơn 500 triệu đồng. Công trình có các hạng mục như nhà văn hóa, trong đó có tủ sách, thư viện, sân chơi dành cho trẻ em và hai sân bóng chuyền cho người lớn. Nhà văn hóa vừa đáp ứng nhu cầu vui chơi của trẻ em, vừa là nơi hội họp, tập luyện thể dục thể thao của người dân toàn thôn. Từ khi có sân chơi cho trẻ em tại nhà văn hóa thôn, vợ chồng anh Triệu Đình Mạnh bớt đi được nhiều nỗi lo lắng. Anh chị có hai con, một cháu 8 tuổi, một cháu 2 tuổi, nhà lại gần đường giao thông, xung quanh có nhiều ao, hồ, nên vợ chồng anh thường xuyên phải kèm cặp, giám sát con cả lúc học bài cũng như vui chơi. Nay mỗi buổi chiều đưa con ra nhà văn hóa thôn vui chơi, anh chị thấy yên tâm hơn nhiều. Từ ngày có nhà văn hóa thì trẻ em đến đây vui chơi thì thấy có đi chơi lành mạnh hơn, cảm thấy an toàn hơn, không xảy ra thương tích. Đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của trẻ em tại cộng đồng là khó khăn, thách thức lớn nhất của nhiều địa phương trong quá trình xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em. Xác định đây là trách nhiệm của chính quyền địa phương, nên trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, chính quyền xã Kiên Thành đã ưu tiên nguồn lực để đầu tư xây dựng sân chơi cho trẻ em tại nhà văn hóa các thôn. Sau 2 năm tập trung xây dựng, tại 9 thôn của xã đều đã có nhà văn hóa, sân chơi cho trẻ em. Những sân chơi này kết hợp với sân vận động tại trung tâm xã, hình thành quy hoạch tổng thể, nhà văn hóa, sân chơi, sân luyện tập thể thao, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của trẻ em. Đối với trách nhiệm của chính quyền địa phương thì coi đây là cái nội dung quan trọng, cốt lõi để xây dựng tương lai cho đất nước. Không chỉ vui chơi, trẻ em ở Kiên Thành còn được phát triển toàn diện trong môi trường giáo dục có chất lượng. Tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã, sau những giờ học trên lớp, học sinh có thể giải trí tại các chòi đọc sách ngoài trời. Đây là sáng kiến của các thầy cô giáo nhằm tạo dựng một môi trường giáo dục thân thiện đối với học sinh. Bên cạnh đó, thư viện thân thiện của nhà trường cũng thường xuyên mở cửa đón học sinh đến học tập và giải trí. Em thấy rằng là trong những năm gần đây thì trường em đã đổi mới, như là thư viện đã có thêm những tủ sách và truyện cho các bạn học sinh trong trường có thể đọc và giải trí trong giờ ra chơi. Trường đã ngày càng đổi mới hơn và rồi các bạn học sinh cũng tích cực học tập hơn và tham gia các phong trào của trường, của đội. Với nguồn kinh phí được đầu tư 5 tỷ đồng, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Kiên Thành đã hoàn thiện cơ sở vật chất phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học, nhà bán trú cho học sinh. Nhờ có sự quan tâm đầu tư của địa phương, năm 2019, trường tiểu học và trung học cơ sở Kiên Thành đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Cái việc đầu tư về kinh phí cũng như là các cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục, đặc biệt là việc xây dựng các trang phòng học, bộ môn rồi phục vụ các phòng phục vụ học tập, trang thiết bị được đầu tư từ huyện, từ tỉnh và sự quan tâm của phụ huynh cũng như sự chỉ đạo chính quyền địa phương. Trên diện tích hơn 6.000m2, trường mầm non xã Kiên Thành như một vườn hoa lớn. Từ ý tưởng tạo dựng một không gian xanh mát cho học sinh, các giáo viên đã cùng với phụ huynh dành hơn 1.000 ngày công để tạo dựng ngôi trường trở thành một vườn hoa rực rỡ sắc màu, giúp cho học sinh thấy hứng thú hơn khi đến trường. Với sự tâm huyết của các cô giáo và sự ủng hộ nhiệt tình của phụ huynh, đã tạo ra một không gian xanh lý tưởng cho hoạt động học tập, vui chơi của trẻ em trong độ tuổi mầm non.
từ Đảng ủy đến chính quyền địa phương có thể nói rằng là các anh rất là quan tâm đến tất cả đoàn thể, đều quan tâm đến trẻ em và ưu tiên cho trẻ em là số 1. Chính vì vậy mà nhà trường cũng đã được có một cái môi trường học tập cho các cháu không chỉ ở trong lớp mà ở bên ngoài các cháu được trải nghiệm. Năm 2019, khi đánh giá 13 tiêu chí xã, phường phù hợp với trẻ em theo quyết định 06 QĐ-TTg ngày 3 tháng 1 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, xã Kiên Thành đạt 935 trên 1.000 điểm. Đây là điểm số ấn tượng vượt xa mốc 800 điểm đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em của các xã miền núi. Thành quả có được nhờ Đảng ủy, chính quyền của các ngành, các cấp đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình với thế hệ tương lai, đặt trẻ em vào vị trí ưu tiên của quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trẻ em ở Kiên Thành hôm nay đang được sống trong một môi trường an toàn, lành mạnh, được đáp ứng các nhu cầu để phát triển toàn diện.